cổ đây nhé, thì bấm này, thì nhìn này. Làm chậm cho quay này. Đấy, cũng di theo kiểu cũng ngồi ấy, cứ thế ngồi. Đây, đây. À, bên này nhé. Đó này, đó luôn. Đây là phần cổ đây, chú ý đây, phần làm phần đa giác này nhé. Và đứng bên này thì mình đứng góc 45 độ. Ui, khác luôn. Nhẹ nhàng đến đây đọc sát cuộc sống mà 45 độ đây cuộc sống thôi nhé. Đấy, mình 45 độ vào phần đúng theo nguyên lý quán tận này. Đây này, này. Đấy. Đau lắm không? Đặt chéo tay rồi. Đây, vuông góc cộng lực đúng không? Vuông góc mà. Nếu đặt thế này thì đau. Đặt thế này thì đau, đặt đúng cái một hai đây. Mới đầu cũng sẽ đau. Đau chứ. Làm kỹ phần tham giác đúng không? Đúng rồi, làm kỹ. Kỹ quá rồi này, tê à. Tam giác là chị. Một bên thì là tam giác vẫn đúng mà tứ giác cũng đúng hai bên. Tầm cách mình nói thêm. Ở giữa này. Giữa. Này, buốt lắm không? Đấy nhá, tay chỗ này đúng không? Này, dạ. Tay em to hết, còn lắm không hết. Đau sân luôn. Phải bình dưới nhào nặng luôn. Như này đau. Đừng có cố túm để nhấc cơ hoặc thế này. Nhiều người cứ thích bóp bóp này. Chối nào làm gì. Đấy là hướng đấy nhé. Còn đứng sau này người tốt nhất chào lên giờ. Chào lên giờ. Đây túm được cả cả cái bó ngang đúng không? Đấy. Chào này. Này chị cũng bấm vào vùng chậm nhé. Này. Vùng chậm. Đấy, cứ là hôm nào là do cách của mình, hiểu chưa? Ví dụ. Ấy, thấy chưa? Đây là một cách để lập tích nhé. Đây. Úi dồi ôi. Em có bấm luôn không?